sau hàng nhà đồ điện xin chào cả nhà. Em lên sóng một siêu phẩm máy rửa bát, một con máy hàng VIP giá bình dân, rất ít khi có. Nhưng con máy này thì rất nhiều các bác hỏi. Một con máy có khử khuẩn bằng tia cực tím, đang trong quá trình đun nước. Các bác nhìn thấy ạ, máy sẽ phóng ra tia cực tím để khử khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn trên bát đũa, cùng với quá trình khử khuẩn bằng hơi nước. Đây là một con Nationa 60SS6. Về hình thức con này thì phải nói là đẹp tuyệt vời luôn, đẹp xuất sắc. Phần viền này các bác nhé, cực đẹp này. Phần viền con này gần như là không bị xước sát gì mấy. Đấy, rất đẹp luôn. Yeah. Bảng điều khiển thì rất mới này. Một con máy phải nói là cũng khá là hiếm. Đấy. Hiếm em ý em nói là hiếm về độ đẹp. Chứ còn máy thì cũng không phải là đến nỗi mà hiếm lắm, nhưng mà hiếm về độ đẹp. Trong 10 con hay 20 con về thì cũng chỉ được 1-2 con thôi. Phần inox toàn bộ xung quanh hết các bác nhé. Toàn bộ inox hết. Đây, đây các bác, tân vỏ một inox hết. Yeah. Đây, máy bắt đầu chuyển sang giai đoạn phun nước rồi. Một con Nationa 60S6 thiết kế rất là rộng, đẹp. Đây, rửa với nước nóng 80 độ C, nóng bỏng luôn. Răng chỉ còn như mới các bạn này, răng chỉ như mới nhá, răng nhật này. Kể cả nó có vàng đi coi nhé, cũng không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề là nó có hở nước không. Máy rửa bát Nhật này không bao giờ hở nước cả, nhưng các bác yên tâm là như vậy. Phần nội thất rất là sạch đẹp này, như mới, dòng ba tay phun đá trên. Giá này thì các bác có thể nhấc ra rất dễ dàng thôi, đặt vào. Nhắc ra để ví dụ mình để những cái đĩa to mình để đây. Đấy. Toàn bộ thân ruột inox hết này. Đấy. Trên này là đèn cực tím con này, đây, nhìn con này thấy đèn này. Đấy. Đèn cực tím nhá. Một con máy Nationa đẹp xuất sắc luôn. Còn rất mới, tay cửa thứ như mới này. Sáng loáng luôn. Đẹp, phải nói là rất hiếm, kính trong nhìn ở bên trong full rất đẹp. Đấy. Con này em bán là 3,8 triệu. Máy xuất sắc luôn, rất hiếm. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào chốt thì các bác alo nhé. Đây, con này các bác xem test luôn. Đấy, phun bằng bơm áp lực cao, toàn bộ nước nóng 80 độ. Mỗi lần rửa hết nửa số điện vào 11 lít nước thôi, chuyện các bác hoàn toàn yên tâm. Con này em để số 19. Giá 3,8 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Chào các bác.